những đồng nghiên cứu và phát triển thành viên mới. Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến các đại biểu, còn phòng thể đại hội, lời chúc sức khỏe, chúc lại một năm năm tốt đẹp. Trước tiên, tôi còn cần thống nhất với trạm pháp cáo kết công tác đoàn, tôi nhìn kỳ quan, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ lớn, cũng như báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ có 26 mà đại diện tổng biên tập của chương trình. Được sự cho phép đoàn biên tập thay mặt cho hội nghị số 5, tôi xin tham gia các buổi tham luận về một số nội dung về công tác xây dựng đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đoàn viên yếu tố và phát triển đoàn viên mới. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi đại hội chi đoàn là đại bàn của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại đoàn mối quan hệ để đoàn kết tạo một giáo dục đồng thời là nơi triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của thanh niên chi. Vì vậy, việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng của chi đoàn cấp cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm và lãnh chỉ đạo sâu sát kịp thời của chủ tịch chi bộ cũng như nhận được sự quan tâm của đồng đội, chi đoàn đã không ngừng tìm tòi học hỏi sáng tạo, tìm ra cách làm hay hiệu quả để đồng góp tập hợp được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia và tổ chức đoàn nhằm xây dựng chi đoàn ngày một vững mạnh hơn. Trong những năm qua, chi đoàn đã mở rộng đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu phát triển các tham gia tìm hiểu được bầu cử là bị bất lợi và hội đồng nhân dân các cấp vận động thêm một đêm đồng viên có mặt tại địa phương tham gia đồng học và làm việc theo các phương đạo đức Hồ Chí Minh, kế nghiệp mới tinh túy trở thành việc đồng viên hàng ngày thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn và các buổi hoạt động tập trung tham gia đầy đủ có chất lượng đối với các hoạt động do đồng cấp trên các đoàn và tổ chức đồng thời tổ chức nhiều hoạt động năng động rất thanh niên tại chi đoàn nhiều thu hút trong đảo đoàn viên thanh niên tham gia đã đoàn kết tập hợp được trong đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn khu phố tham gia và tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt chi đoàn hàng tháng đến nay tổng số đoàn viên trên chi đoàn là 20 đồng chí và bộ ban chấp hành có thân thiết với công tác đoàn và hoạt động hiện nay trong đảo đoàn lo các điểm uống nước nhớ nguồn chiếm các tình nhiệm được chi đoàn triển khai có hiệu quả công tác để đỡ đầu được từ thành phố đến nay chi đoàn đã đỡ đầu năm ba trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn địa bàn khu phố chi đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi động viên và tặng quà cho các em. Ngoài ra chi đoàn còn làm thật tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét với các hàng em đảm bảo chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua chi đoàn đã giới thiệu được thêm đoàn viên ưu tú qua đó có đạt được thêm cho nên đoàn viên mới đạt những tiêu đề ra có những thành tích đại đoàn hàng em chi đoàn đều được đồng thuận đánh giá là chi đoàn vững mạnh. Thưa đại hội, để đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đoàn viên yếu tố và đoàn viên đoàn viên mới, tôi xin đưa ra một giải pháp sau. Thứ nhất là công tác xây dựng chi đoàn vững mạnh về chính trị, cơ tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh về chính trị, đoàn kết và tạo được sức chiến đấu cho chi đoàn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đoàn đối với thanh niên, đoàn viên vừa phục vụ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Thứ hai, tập trung xây dựng ban chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng, nhiệm vụ, có đầy đủ các tâm làm việc nghiêm túc, thực hiện công tác đoàn hội đúng quy định, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên thanh niên theo đúng quy định của đoàn. Thứ ba, trên cơ sở những hoạt động đã được tập thể chi đoàn thống nhất, đoàn lựa chọn những việc làm cụ thể từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn và có ý nghĩa thiết thực. Ban chấp hành chi đoàn cần tiến hành phân công nhân sự phụ trách giao nhiệm vụ của bộ rất trình độ năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên đồng thời tư vấn quá trình thực hiện và có đánh giá nhận xét kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Mặt khác, chi đoàn cần chủ động tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân chi bộ nhằm tạo điều kiện phối hợp với các hội đoàn thể trên địa bàn khu phố đảm bảo nhận thức thực hiện các công trình đặc biệt để gây chi đoàn vận động các tập thể cá nhân ủng hộ giúp đỡ về kinh phí học tập. Thứ tư, chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới